Đó cũng là một cái điều mà mình muốn khẳng định cho các bạn ở video này, đó chính là iPad nó thực sự là tiện dụng nhưng nó không thể thay thế được MacBook. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One, lại là mình đây. Gần đây thì Mark One được rất nhiều bạn đặt cho một câu hỏi, đó chính là với nhu cầu của các bạn ấy thì có cần nên sử dụng một chiếc iPad hay không, hay là một chiếc iPhone và một chiếc MacBook đã đủ đáp ứng được nhu cầu của các bạn ấy rồi. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời chi tiết cho các bạn những ai mà thực sự nên cần iPad để chúng ta mua không bị lãng phí nhá. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Mark One số 1 về Mark. Khi mà Steve Jobs cho ra mắt chiếc iPad đầu tiên thì đã xác định luôn nó sẽ nằm ở giữa phân khúc của iPhone và MacBook. Và đến tận bây giờ thì Apple vẫn làm cái điều đó, đó chính là iPad vẫn là một cái sản phẩm tầm trung. Chính vì thế nên là họ luôn luôn tập trung làm cho cả ba thiết bị này một cách hoàn hảo nhất và không có thể lẫn tạp với nhau. Cụ thể là các bạn có thể nhìn thấy những chiếc MacBook không bao giờ Apple làm cái kiểu là 2-in-1, ví dụ như là vừa cảm ứng hoặc là vừa làm một chiếc laptop được, vì thế nên không ai mua iPad nữa. Và một điểm nữa đó chính là gần đây iPad đã dần dần gần như là chúng ta đã có những tính năng để tối ưu hóa của nó giống như một chiếc MacBook. Cụ thể là các bạn có thể nhìn thấy những cái phần mềm ở trong iPad OS nó gần ngày càng tiệm cận được Mac OS rồi. Và một số cái thiết bị đi kèm với nó, ví dụ như là bàn phím và gần đây nhất là Folio Keyboard, thì chúng ta cái bàn phím đó cũng đã có cái phần trackpad để chúng ta hoạt động như một chiếc MacBook rồi. Tuy nhiên, mình sẽ nói cho các bạn những cái điểm mà iPad nó sẽ có phần nhỉnh hơn so với MacBook. Đầu tiên là nó rất là nhỏ gọn. Chúng ta có thể nhìn thấy là cầm một chiếc iPad như thế này, chúng ta có thể đi ra cà phê hay đi gặp đối tác, nó rất là nhẹ nhàng mà chúng ta không cần phải mang một chiếc laptop cồng kềnh đi theo. Và mình đánh giá cao ở nó một cái khả năng nữa, đó chính là thao tác công việc rất là nhanh, gần như các bạn nó có thể tương đương như một chiếc điện thoại. Ví dụ như thế này, các bạn có thể mở iPad ra và chúng ta có thể sử dụng được luôn, thay vì việc mà chúng ta phải mở một chiếc laptop rồi chúng ta nhập mật khẩu rồi là phải khởi chạy từng cái ứng dụng một, nó rất là chậm chạp, thì iPad nó tiện dụng hơn rất là nhiều với cái điểm đó. Thứ hai nữa là iPad có màn hình cảm ứng. Cái điều này thì rất dễ để chúng ta có thể làm quen và thao tác công việc ở trên này. Ví dụ như chúng ta có thể chỉnh chiếu cho những khách hàng của chúng ta xem những cái bản hợp đồng hay là bản vẽ ở trên iPad này một cách rất là trực quan, thay vì việc laptop. Và một phần nữa đó chính là iPad nó khá là gần với lại iPhone. Những cái ứng dụng, những cái icon trong này được thiết kế khá là giống với iPhone, nên là các bạn cũng có thể rất là dễ làm quen và cũng như là thực hiện thao tác nhanh công việc ở trên iPad. Và một phần nữa đó chính là thời lượng pin ở trên iPad cũng khá là đáng nể, đó chính là nó được chạy cái phần mềm là iPadOS. Nên là cái phần mềm này tối ưu, đúng như các phần mềm của khác của Apple thì nó sẽ được tối ưu cái thời lượng pin ở một cách tối đa. Những cái thời gian mà chúng ta không sử dụng thì gần như là iPad không muốn bất cứ 1% pin nào trong thời gian chờ. Và mình thao tác cái iPad trong công việc một ngày thì có thể hoàn toàn là đáp ứng vừa là giải trí này, vừa là công việc của mình. Bên cạnh đó thì máy cũng được trang bị gồm camera trước, camera sau, giúp chúng ta có thể chụp ảnh được hoặc là FaceTime những cái cuộc gọi, những cái cuộc họp trực tuyến trực tiếp ở trên chiếc iPad này. Bên cạnh đó thì nó cũng được thiết kế theo như một chiếc iPhone truyền thống, đó chính là chúng ta cũng có một nút home vân tay ở đây. Đây là mình đang sử dụng một chiếc iPad 10.2 inch. Còn với một số cái dòng iPad cao cấp hơn thì chúng ta được một số cái công nghệ còn cao cấp hơn nữa, đó chính là cảm biến gương mặt như là dòng iPad Pro. Và một cái điểm mạnh nữa mà mình cho rằng là rất đáng tiền ở trên iPad, đó chính là Apple luôn luôn tập trung vào cái hiệu năng ở trên những chiếc iPad của mình. Cụ thể là với những chiếc iPad M1 Pro mới nhất bây giờ thì hiệu năng của nó thậm chí còn nhỉnh như là một chiếc MacBook Air M1. Có rất nhiều bài speed test cho thấy rằng là nó render video một cách rất là mượt mà và không có bất cứ một cái trở ngại gì, bởi vì con chip mới của Apple hoàn toàn được tối ưu cho iPad. Với cái iPad của mình ở đây thì sở hữu một con chip là Apple cũ, nó không phải là M1 mà nó là con chip Bionic. Và mình cảm thấy nó cũng khá là mượt mà với những cái tác vụ văn phòng. Mình thì sẽ cài bộ Office 365, đó chính là Word, Excel, PowerPoint. Mình dùng nó rất là trơn tru ở trên thiết bị này. Ngoài ra thì mình còn có chơi một số tựa game như là Liên Quân Mobile này, PUBG hay là Alpha 9 thì nó hoạt động cũng rất là mượt mà. Và với chiếc iPad 10.2 inch này thì đặc biệt hơn là mình có chơi một cái tựa game, đó chính là VR. Và tựa game VR này chúng ta chơi ở trên điện thoại, màn hình nó khá là nhỏ, nó không được thoải mái. Và khi mà chúng ta nâng cấp lên một chiếc iPad thì những cái tác vụ mình nói chung là cả các bạn xem phim hay là chơi game thì nó đều rất là thoải mái. Đó là một trong những cái điểm mạnh khá là lớn ở nhìn trên những chiếc iPad. Bên cạnh những cái điểm mạnh trên mà iPad vẫn còn một số cái hạn chế mà mình nghĩ rằng là Apple nên cải thiện. Bởi vì với những cái tác vụ của mình ấy, thì khi mà chúng ta phải gõ văn bản trên chiếc iPad này, kể cả là mình đã sử dụng bàn phím rồi nhá, thì mình thấy thực sự là nó không hề thoải mái bất cứ một chút nào cả. Nó không thể nào mà thay thế được cái bàn phím như ở trên MacBook. Mình gõ nó rất là trơn tru và mượt mà, nhưng mà gõ một cái đoạn văn bản dài trên iPad thực sự là một cảm giác rất là khó chịu. Và nếu mà một số các bạn nào mà cho rằng là iPad chúng ta có thể thay được iPhone, nhưng mình nghĩ là không.
Với những bạn nào mà thường xuyên phải chat với khách hàng hoặc là chat với bạn bè ở trên iPad thì sẽ cực kỳ là bất tiện nếu mà chúng ta sử dụng cái bàn phím ở trên iPad này. Với iPhone thì chúng ta có thể thao tác chat một cách rất là dễ dàng bởi vì bàn phím nó được đặt vừa vặn ở trên chiếc màn hình, chúng ta có thể thao tác bằng hai ngón cái rất là dễ dàng. Tuy nhiên với trên iPad màn hình nó khá là to cho nên là việc chúng ta đã thao tác bằng hai ngón tay cái như này cảm giác rất là mỏi. Quay trở lại với những bạn nào mà mua iPad để làm việc thực thụ thì mình nghĩ rằng là cũng cần nên cân nhắc kỹ, bởi vì những cái tác vụ mà mình dùng ở trên iPad nó vẫn chưa được đáp ứng thực sự là tốt như ở trên những chiếc laptop. Bởi vì sao? iPad nó chạy cái phần mềm là iPadOS. Mặc dù là Apple ngày càng hoàn thiện hơn cho mình cái phần mềm này, tuy nhiên thì những cái ứng dụng mà mình hoạt động ở trên này nó vẫn chưa thực sự là có những cái thao tác, những cái phím tắt nó tiện dụng như là trên MacBook. Với tất cả những phần mềm nhá, kể cả là Office hay là đồ họa Adobe, thì mình thấy đều là MacBook nó vẫn xử lý một cách là trơn tru và mượt mà hơn. iPad nó chỉ dừng lại ở việc là sẽ hỗ trợ của chúng ta thôi, chứ không thể nào mà thay thế hoàn toàn những chiếc MacBook được. Đó cũng là một cái điều mà mình muốn khẳng định cho các bạn ở video này, đó chính là iPad nó thực sự là tiện dụng nhưng nó không thể thay thế được MacBook. Và tất nhiên rằng là hiệu năng cũng là một vấn đề mà chúng ta rất là quan tâm khi mà mua một thiết bị điện tử. Và với bạn nào mà sử dụng những cái nhu cầu căn bản như mình thì chúng ta cũng chỉ cần sử dụng một chiếc iPad 10.2 inch, tức là một chiếc iPad Gen 8 này, hoặc cao cấp hơn thì chúng ta có thể sử dụng cái iPad Air 4 mới ra. Còn nếu bạn nào mà thực sự làm về đồ họa, về phim ảnh chuyên nghiệp thực sự và thiết kế thì chúng ta nên sử dụng cho mình một cái con iPad Pro M1 mới nhất bây giờ, thì hiệu năng của nó sẽ đáp ứng tốt hơn rất là nhiều. Và tự chung lại thì mình sẽ tóm gọn lại những cái ai mà nên sử dụng iPad. Đầu tiên là học sinh sinh viên, chúng ta cần một chiếc máy tính làm phụ để chúng ta lên lớp thay vì chúng ta cầm một chiếc MacBook đi. Và chúng ta tất nhiên là phải có điều kiện rồi, thì chúng ta có thể mua một chiếc iPad như mình, có thể cầm đi cầm lại và có thể search tài liệu hoặc là những cái tác vụ giải trí ở trên này. Thứ hai đó chính là dân văn phòng hoặc là dân sale, chúng ta cần một cái thiết bị mà để đi gặp gỡ khách hàng, để đi họp hoặc là tất cả một số cái công việc nào khác mà chúng ta không cần phải mang một cái laptop quá là cồng kềnh, chúng ta chỉ cần mang một chiếc iPad nhỏ gọn như thế này thôi thì rất là đáng nên mua. Hoặc là những bạn nào mà dùng thiết kế đồ họa, ví dụ như là iPad nó có tích hợp thêm cả Apple Pencil, tất nhiên là chúng ta phải mua riêng rồi bởi vì Apple mà, không có thiết bị nào là tặng kèm cả. Với những bạn mà vẽ thì mình chơi cũng khá là nhiều và các bạn ấy sử dụng iPad cũng như là một chiếc Apple Pencil đi cùng, và mình thấy là nó khá là trực quan với những cái công việc mà các bạn ấy sử dụng. Và ngoài ra thì những bạn mà làm đồ họa thì chúng ta sẽ thường là sẽ có thêm chuột và cái bàn phím đi kèm bên ngoài. Tuy nhiên thì chuột chúng ta có thể sử dụng Magic Mouse của Apple cũng được, hoặc là chuột bên ngoài cũng không sao cả. Ok, qua video ngày hôm nay thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng có thể trả lời được một phần rằng là với nhu cầu của các bạn thì có cần thêm một chiếc iPad không, trong khi chúng ta đã có iPhone và MacBook rồi. Vậy thì những bạn nào vẫn đang sử dụng iPad và những bạn nào mà chúng ta định mua iPad để làm những công việc sắp tới cho riêng mình thì hãy cùng comment xuống bên dưới để cho bọn mình cũng như là mọi người được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.